Ôi, chặt thùng rồi. Dừng. Ôi. Từ từ nhá, từ từ nhá. Ôi, từ từ. Rồi, xà đà lên. Quay đầu đây nhá. Lấy cái ba lô ra đi. Giờ lùi vào rất là xa nhá. Lùi từ đây đi vào trong kia này, cái đống keo ở trong kia này. Xong rồi. Dưới kia tà đà lên. Bây giờ có bốc cực kỳ không anh? Bây giờ có bốc cực kỳ về không? Chiều thì lại mưa đấy nhỉ. Bới rồi. Lên bờ cũng không lên được, nó bị xìa ra. Rồi bây giờ đến đây là không dê được đi rồi. Và cái xe ở đằng trước đang bốc đây, nó cũng đang hơi chắn đường nhé. Tí nữa mình sẽ quay tiếp cái con xe đằng trước đi về nhé. Con này không biết là dê kiểu gì mà dê được đi về bên kia để mà bốc ở bên kia đây. Chỗ này này. Chắc phải hơn một xe nữa nhá, cái đoạn kia nhá. Rất là nhiều keo. Rồi, bây giờ kéo cáp của cái con xe đang bốc keo này, kéo xuống dưới kia để kéo đít lên nhá. Lên đi, lên đi, lên đi. Ôi dồi ôi. Từ từ đã. Đợi ông xem có lên được đến đâu đã. Bới rồi. Lên đi, lên đi, lên đi. Cáp bị kẹp ở dưới bánh xe rồi.
đằng trước, tôi xe đằng sau nha. Tôi để chạy hướng đi về bên này anh em ạ. Lên đi. Ôi, chạp thùng rồi. Dừng. Ôi. Ôi rồi, móc vào cái cọc kia rồi. Không đi ra nổi chứ. Từ từ nhá. Ôi, từ từ. Móc vào rồi. Nhả cát ra đấy chứ. Ôi, bật cái sắt kia đấy. Ai dạ. Ôi. Nó quay về bên này nhá. Để không vướng cái đầu xe bên kia. Rồi, ta đà lên. Chia vào rãnh rồi.